Xin chào các bạn quay lại với tiểu bất điểm review. Hôm nay cùng mình tiếp tục phần 3 Kamen Rider Rookie nhé. Sau đòn tấn công của Zunza, Shinji và Zen may mắn thoát chết và thoát được ra khỏi thế giới gương. Zen bỗng dưng bị đau đầu và không thể nhớ được Iui và Shinji là ai. Có thể là do vụ nổ đã làm cho đầu anh bị choáng và mất trí nhớ tạm thời. Sau khi đã nghỉ ngơi, Zen muốn tự mình điều tra những ký ức đã mất. Ký ức của anh có hình ảnh mờ ảo về một người nào đó mà anh không thể quên. Iui muốn đi điều tra anh trai mình để có thể dừng trận chiến vô nghĩa này lại. Trên một con tàu, có một thanh niên rất ngứa cựa vì mở nhạc rất to làm ảnh hưởng đến người khác. Nhìn mặt thanh niên bên cạnh là muốn đấm lắm rồi. Bỗng dưng chiếc tai nghe rơi xuống đất, mọi thứ chìm trong im lặng. Cậu thanh niên nhìn lại thì tất cả mọi người trên khoang tàu đã biến mất. Zen vẫn đang đi tìm những mảnh ký ức của mình. Có thể thấy anh chàng trước đây cũng rất thích va chạm nên gặp ai cũng đòi đấm nhau. Iui đến trường anh trai và tìm gặp thầy giáo của anh để hỏi chuyện, nhưng ông thầy có vẻ giấu giếm điều gì đó nên không muốn nói. Cô nàng Zen cô đang trên chuyến tàu để điều tra về vụ việc mất tích ở đây. Cô đang đi các khoang điều tra thì bỗng dưng phát hiện một khoang tàu trống không. Bước vào thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện. Ông ta luôn miệng nói nhảm điều gì đó. Zen cô lại sang một toa tàu khác để ngồi. Vừa nhìn thấy có ba cô gái đang cười nói rất vui vẻ, thì chỉ một tích tắc đã bay hơi cả ba. Zen cô vô cùng sửng sốt khi chứng kiến điều này. Shinji cảm nhận được tên quái vật. Anh hen xin thành Kamen Rider và tiến vào thế giới gương. Anh húc xe vào tên quái khiến hắn bay xa. Tên quái vật bỏ dậy, hắn ta lôi ra một chiếc boomerang ném về phía Ryuki. Ryuki dùng bài trang bị kiếm thì kiếm chưa đến tay đã bị hắn ném bay. Nhân cơ hội Ryuki đi nhặt kiếm, thì hắn chém sau lưng anh khiến anh không kịp phản kháng. Ryuki lại dùng bài trang bị khẩu pháo thì hắn lại ném boomerang bay mất khẩu pháo. Ryuki bất ngờ nhặt thanh kiếm lên chém nhau với hắn. Anh chém đứt đôi cái boomerang ra. Anh dùng đòn final kick tiêu diệt gọn tên quái vật. Ông lão xuất hiện trên chuyến tàu với Zen cô đang đi như người mất hồn trên đường. Trên tay ông ta còn cầm theo một tấm thẻ bài và đang bị theo dõi bởi một con quái vật. Zen đã nhớ ra điều gì đó. Anh muốn đến trường đại học mà trước đây Shizo từng học để điều tra. Ông lão kia đang đi thì con quái vật trong gương xuất hiện. Ông ta sợ tè cả ra quần nhưng may có tấm thẻ bài đã cứu ông một mạng. Iui bên này đã phát hiện ra trước đây anh trai từng làm trong một phòng thí nghiệm, nhưng một tai nạn đã xảy ra và tất cả nhân viên đã rời đi. Zen đang đi trên đường bất ngờ bị hai chiếc xe ô tô bám đuôi. Với tài xa lộ của anh thì lạng lách đánh võng thoát khỏi vòng vây là chuyện bình thường. Cơ mà chắc hồi nhỏ anh học giáo dục công dân rất chăm chỉ, nên khi thấy đèn đỏ anh lại dừng xe để cho hai chiếc xe kia đuổi kịp. Bọn chúng xuống xe định tẩn anh thì Shinji từ đâu lao tới. Anh ta ra dáng một anh hùng cứu thế và để cho Zen đi trước để mình xử lý. Cuối cùng người bị ăn đấm lại là anh ta. Zen đã nhớ ra một phần ký ức của mình. Trước đây anh có một cô bạn gái, cô ta làm chung ở phòng thí nghiệm với tên Shizo. Vì muốn về sớm hơn để tổ chức sinh nhật, nên cô muốn anh đến đón mình ở phòng thí nghiệm. Iui may mắn gặp được một đồng nghiệp cũ của anh trai. Nhưng thay vì vui vẻ, thì anh ta quay sang căm hận cô ấy vì chính anh trai cô đã giết người và thực hiện cuộc thí nghiệm vô nhân đạo đó là vì cô. Iui đến phòng thí nghiệm 401 mà anh ta đã nói trước khi rời đi để điều tra mọi việc. Zen sau khi nhớ ra thì cũng đã đến đây. Bước vào trong ký ức lại ùa về, anh trông thấy tên Shizo và chính chú rơi của anh đã tấn công người anh yêu. Tên Shizo ép anh phải tham gia vào trận chiến này. Shinji cũng đến với bộ dạng mặt mày sưng vù vì bị ăn đấm. Ông lão kia bị tên quái vật tấn công thì Shinji và Zen đến kịp cứu lão. Cả hai hen xin thành Kamen Rider đuổi theo tên quái. Nó túm lấy mặt Ryuki và dã anh như dã bánh. Nai lao đến thì nó bảo mình tao cân tất. Hắn ném boomerang về phía hai người. Vừa né được thì chiếc boomerang quay lại khiến hai người không kịp đỡ. Iui nhận ra ông lão chính là người thầy đã cùng mất tích với anh trai mình. Ông ta nói ra lời chăn chối cuối cùng, ông ta oán trách về sự tồn tại của Iui đã gây ra tất cả mọi rắc rối này. Nói xong thì ông cũng đi bán muối. Nai thấy đánh cận chiến không phải cách hay, nên anh đã triệu hồi chú rơi tấn công hắn bằng sóng âm. Ryuki cũng triệu hồi chú rồng bắn cho tên quái bị choáng váng. Cả hai dùng đòn final kick cùng tiêu diệt nó. Zen đến bệnh viện, ra là bạn gái anh chưa chết mà bị hôn mê và mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Sau những việc vừa rồi, Zen đã thay đổi tính tình của mình. Anh ta vô cùng lạnh lùng và không muốn giao lưu với ai nữa hết. Ở văn phòng, mọi người đang vô cùng sợ hãi vì những thông tin kinh dị về những vụ mất tích trong thang máy. Zen đang ngồi uống cà phê thì để ý bên đường có một gã thầy bói rất khả nghi. Hắn ta cũng để ý thấy anh. Anh ta tên là Tezuka. Có vẻ Tezuka rất có hứng thú với Zen, nên đã bói cho anh một quẻ cơ mà Zen lại không thích điều này. Anh ta nói rằng hôm nay sẽ gặp được một người rất quan trọng và đó là Zen. Anh ta rút ra bộ bài từ trong áo khiến Zen vô cùng bất ngờ. Shinji và Zen cô đang đi điều tra những bí ẩn mất tích ở thang máy, thì vô tình gặp được Gozo và Suichi ở đây. Iui gọi điện và nhắc nhở Shinji về Zonza. Vì Shinji không biết Zonza là ai mà, cũng không thèm hỏi rõ nên anh nghi ngờ Gozo là Kamen Rider.
Zen và Tezuka đang nói chuyện với nhau về việc có thể thay đổi vận mệnh của các Rider. Tezuka có ý nghĩ giống Shinji là sẽ ngăn cuộc thảm sát này. Cuộc nói chuyện không đem lại được kết quả nên cả hai hiến sinh thành Rider để bem nhau. Tezuka hiến sinh thành Kamen Rider Razor với hình dạng một chú cá đuối. Nai trang bị thương còn Razor trang bị một cây roi đầy gai. Razor dùng roi quất liên tục vào Nai. Nai cũng không vừa, anh đánh bay vũ khí của Razor. Razor dùng thẻ bài copy cây thương của Nai để tiếp tục trận chiến. Ở trong thang máy, hai nhân viên bị một con quái vật tấn công rất kinh dị. Shinji và Suichi cảm nhận được, nên cả hai biến thân vào thế giới gương tìm nó. Nai vẫn bị thất thế trước Razor, anh bị chính cây thương của mình cho ăn hành. Razor triệu hồi con cá đuối siêu to khổng lồ, anh nhảy lên lưng nó lao đến tấn công Nai. Yuki đang đánh nhau với con quái, thì nó rút con dao đầu tay cây súng dài 30cm ra bắn anh. Yuki nhờ lợi thế né đòn nên áp sát và tấn công nó. Tên Zon ra tấn công từ xa khiến cho tên quái có thời gian chạy mất. Yuki trang bị hai tấm khiên da đỡ đạn. Thấy vậy Zon ra trang bị hai khẩu pháo, trên vai nã về phía Yuki khiến anh bay xa. Quá bực mình, nên Yuki trang bị khẩu quá đầu rồng bắn cho Zon ra tan tác chưa rõ sống chết. Shinji ra khỏi thế giới gương thì thấy Suichi đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Hai người họ đang diễn một vở kịch để khiến cho Shinji tin rằng mình đã giết vô dầu sau đòn đại bác đó. Shinji vô cùng oán trách mình, anh tự thú với Suichi là chính mình đã giết vô dâu. Tên Suichi giả vờ đau buồn và căm hận anh khiến Shinji rơi vào tình cảnh rất oán hận. Hai tên này vừa rời đi thì cũng lộ ra bộ mặt thích thú vì đã lừa được Shinji. Tezuka và Zen đánh nhau chán rồi nên bọn họ ra bên ngoài nói chuyện phiếm tiếp. Shinji đang như người mất hồn, anh tự trách mình vì mình đã giết người. Đòn tâm lý khiến anh rất sốc và tự cho mình là quái vật. Iui cảm nhận được con rồng của Shinji đang lảng vảng đâu đây. Nó định lao đến tấn công Shinji vì vi phạm hợp đồng, nhưng may có Iui bảo vệ. Anh thừa nhận đã giết Zon ra và không muốn làm Rider nữa. Vì vi phạm hợp đồng nên con rồng muốn ăn thịt anh, nhưng chú rơi của Zen đã lao ra bảo vệ. Zen giải thích lại cho chú bé đần Shinji hiểu rõ một lần nữa rằng đây là một trận tử chiến nên sống chết là chuyện bình thường. Nhưng khi nghe Shinji kể đã giết vô dâu thì Zen nhận ra đó chỉ là một cú lừa. Tên Suichi đang định đi thang máy thì cảm nhận thấy quái vật. Hắn giơ bộ bài trước thang máy định henshin thì Shinji từ trong thang máy đi ra. Cả Zen và Gozo cũng tới. Trước khi Yuki tung đòn đại bác vào Zon ra, hắn ta đã cùng con trâu của mình tạo một hiện trường giả để lừa Shinji. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, vở kịch đã bị hạ màn khiến Shinji vô cùng vui mừng khi Gozo vẫn còn sống và anh chưa giết người. Tên quái vật đang theo đuổi một cô gái. Hắn ta xuất hiện và túm lấy cô nhưng Shinji đã đến kịp thời chặn hắn lại. Shinji henshin thành Rider lùa theo hắn. Hắn lại lôi khẩu súng 30cm ra bắn tới tấp về phía anh. Yuki từ trên cao dùng kiếm chém hắn. Hắn nhảy lên cao để nới rộng khoảng cách bắn cho dễ. Nai xuất hiện đánh bay hắn xuống dưới. Yuki lao vào chém hắn và anh giữ hắn lại để Nai dùng đòn Rider kích biến nó thành cát bụi. Tên Tezuka đang nhìn thấy một viễn cảnh nào đó. Một trận chiến của Nai và một Rider chưa xác định vô cùng khốc liệt. Tên Rider kia rất mạnh, hắn ta tẩn cho Nai không thể kháng cự nổi và cuối cùng anh bị hắn tiêu diệt. Một cô giáo đang tan làm, thì bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều âm thanh lạ khiến cô chạy cong đít. Cô ta nghe tiếng chém nhau phía cửa sổ nên lại gần mở ra nhưng không thấy gì. Khi cô đóng cửa lại thì một tên đeo mặt nạ xuất hiện phía sau tấn công cô. Thanh niên ngứa cựa Zen đang đi trên đường, cũng phải va nhau với vài thanh niên mới chịu cơ. Tezuka đến muốn nói chuyện nhưng Zen bảo tao không thích rồi rời đi. Shinji và Iui đến ngôi trường hay xảy ra mất tích để điều tra. Ở đó có hai người đeo mặt nạ đang đánh nhau. Một tên giành chiến thắng và lấy đi huy hiệu gì đó trên áo tên còn lại. Hắn ta nghe tiếng Shinji nên nhanh chóng rời đi. Shinji và Iui đi điều tra một nhóm có tên là Net Gaming có liên quan đến mấy gã đeo mặt nạ. Một đám trẻ trâu không hợp tác khiến Shinji rất tức giận nhưng không làm được gì. Ở một nơi nào đó, trận chiến của hai tên mặt nạ lại được tiếp tục. Chúng lao vào đánh nhau trước một camera. Một tên bị hạ gục, hắn ta lộ diện là một thằng trẻ trâu trong nhóm game kia. Tezuka theo Zen về tận nhà. Ở đây cậu ta còn được gặp cả Shinji và Iui. Tezuka giới thiệu anh cũng là một Kamen Rider. Anh cân nhắc cho Shinji về việc điều tra này anh sẽ phải giáp mặt một Rider mới. Shinji nhận được điện thoại và biết được nơi xảy ra trận chiến tiếp theo của lũ đeo mặt nạ, nên anh gấp rút tới nơi. Trận chiến nổ ra ở một bến cảng. Hai tên đeo mặt nạ lao vào đánh nhau nhưng ngang tài ngang sức. Bọn chúng hạ gục nhau cùng một lúc nên không tìm ra được kẻ chiến thắng. Shinji đến thì gặp một thằng trẻ trâu nữa. Hắn tự nhận là Sleep Horror là người bày ra trò chơi này, chỉ để mua vui cho bản thân. Một tên đeo mặt nạ đã tỉnh dậy, hắn ta định chạy đi nhưng bất ngờ bị hai con quái vật tấn công. Hai người cảm nhận được quái vật, thì ra tên Sleep Horror cũng là một Rider. Hắn ta henshin thành Kamen Rider Gai cùng với Yuki tiến vào thế giới gương. Con quái vật tấn công bất ngờ Gai bằng cái xúc tu dài.
Ryuki cũng lao vào đánh nhau với nó thì bị hắn trói bằng cái xúc tu. Gai trang bị một cái sừng tê giác tấn công con quái vật. Hắn ta đánh văng Ryuki rồi quay lại tấn công Gai. Gai bị hắn túm được, nên hắn triệu hồi một con tê giác khủng bố lao tới tấn công nó. Hắn ta lao lên đầu con tê giác và húc cho con quái bay màu. Tiêu diệt xong quái vật, hắn quay sang tấn công Ryuki. Vì không muốn đánh nhau nên chú bé đần Ryuki lại bị ăn hành ngập mồm. Hắn cùng con tê giác ra đòn quyết liệt về phía Ryuki khiến anh ngã gục. Cuối cùng hắn không giết anh mà đã rời đi cùng chiếc thẻ bài con rồng của Ryuki. Phần 3 hôm nay tạm dừng tại đây, nếu thấy hay thì cho mình một like. Và đừng quên bật chuông thông báo để đón xem phần 4 Kamen Rider Ruki nhé anh em. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo.